Duy Khương tố bị dàn dựng ảnh thờ, đền hợp đồng 5 tỷ nếu bỏ thi, nhà sản xuất nói gì? Đạo diễn kiêm giám đốc sản xuất của Đấu trường Tiếu Lâm cho rằng, thực hiện một chương trình lớn sai sót là điều khó tránh. Nhưng ekip đã xin lỗi, nhận trách nhiệm khi bị phản ứng trong scandal, dùng hình ảnh thành viên nhóm Tiara làm hình thờ. Mới đây, trong cuộc trò chuyện trên kênh 14, Duy Khương tiết lộ hậu trường thi game show Đấu trường Tiếu Lâm cách đây 7 năm. Khi đó, anh thích Thu Trang và muốn được vào đội của nữ huấn luyện viên. Nhưng khi đó, đội Thu Trang đã đủ quân số. Nhà sản xuất cơ cấu anh về với đội Trấn Thành. Trong quá trình thi, Duy Khương nhiều lần muốn bỏ ngang nhưng sợ đền hợp đồng 5 tỷ đồng đã ký với nhà sản xuất nên không dám. Đặc biệt, anh còn lật lại vụ dùng hình ảnh ca sĩ Hàn Quốc làm ảnh thờ trong đêm chung kết Đấu trường Tiếu Lâm. Theo đó, Duy Khương khẳng định anh không sử dụng hình ảnh đó mà do sự dàn xếp của huấn luyện viên, nhà sản xuất. Sau những chia sẻ của Duy Khương, giám đốc sản xuất của Đấu trường Tiếu Lâm Khương Dừa đã lên tiếng về vấn đề này. Nói về vấn đề dàn xếp để Duy Khương về đội Trấn Thành, dù thực tế thí sinh này không hề mong muốn, nam đạo diễn nói, các bạn được vào vòng trong sẽ được chọn vào đội của 4 huấn luyện viên. Chương trình chưa bao giờ có sự sắp xếp, hướng các bạn về đội người này, người kia để có kết quả tốt. Nhưng nhiều khi, trong hậu trường, có ai gợi ý cho bạn thì cũng có thể. Nhưng quyền quyết định trên sân khấu lại thuộc về thí sinh. Nếu sắp xếp cho Duy Khương thì chương trình sắp xếp hết cho mọi người rồi. Đấu trường Tiếu Lâm cũng như các chương trình của chúng tôi sản xuất chưa bao giờ áp đặt thí sinh. Nội dung và kết quả đều tự nhiên, công bằng. Trả lời về bản hợp đồng với điều khoản thí sinh phải đền 5 tỷ đồng nếu bỏ cuộc, Khương Dừa thừa nhận đó là việc làm của hầu hết công ty sản xuất game show. Nhà sản xuất bỏ hàng chục tỷ đồng để sản xuất chương trình, nên ai tham gia thi cũng phải có cam kết, hợp đồng. Nếu không có cam kết thì ai thích thì thi, nếu không lại bỏ ngang thì chương trình biết làm sao. Vì vậy, không riêng gì chúng tôi, bất cứ công ty nào cũng có cam kết đó. Hợp đồng để thí sinh đảm bảo quy định, tính bảo mật của chương trình. Còn trên thực tế, nếu cá nhân các bạn có vấn đề, chương trình vẫn có thể hỗ trợ sắp xếp để tạm dừng được. Ví dụ như Lê Khâm ở đội Đức Thịnh, ở các vòng ngoài, bạn diễn xuất sắc, nhưng vào trong, bạn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải xin dừng thi để đi show. Khi huấn luyện viên đồng ý, nhà sản xuất cũng đồng ý, chứ đâu có ép buộc thí sinh phải thi đến cùng. Điều khoản trong hợp đồng chỉ áp dụng nếu thí sinh bỏ ngang, không thông báo, tới ngày quay biến mất thôi. Tôi không biết bạn có bức xúc với ai không. Nếu riêng về chương trình mà nói ép buộc thì tôi khẳng định không đúng, Khương Dừa giải thích. Về tiết mục của Duy Khương trong đêm chung kết Đấu trường Tiếu Lâm 2016, có dùng hình ảnh ca sĩ Hàn Quốc làm ảnh thờ và bị phản ứng dữ dội từ fan nữ ca sĩ. Đạo diễn Khương Dừa cho hay, chương trình đã qua 7 năm rồi. Nếu lúc đó bạn khó chịu thì sao không chia sẻ luôn? Tôi nghĩ mọi việc nên theo hướng tích cực. Các bạn có thể nghĩ nhờ tham gia chương trình, bản thân được đào tạo, công việc phát triển ra sao. Trong một chương trình lớn, làm việc đông đảo, có thiếu sót là điều khó tránh khỏi. Anh tiếp tục, thời điểm đó phía công ty đã lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm về sự nhầm lẫn khi dùng hình ảnh nữ ca sĩ Hàn Quốc. Công ty đã chỉnh sửa, khắc phục và xin lỗi khán giả. Làm chương trình làm sao tránh khỏi sai sót và quan trọng, chúng tôi đã nhận trách nhiệm và xin lỗi đàng hoàng. Duy Khương từng giành được danh hiệu quán quân Đấu trường Tiếu Lâm 2016 với sự dẫn dắt của Trấn Thành. Gần đây, nam diễn viên là cái tên gây chú ý khi liên tục có những chia sẻ, động thái được cho là ẩn ý mỉa mai Trấn Thành sau ồn ào bao gặp, cũng như phủ nhận mối quan hệ thầy trò với nam nghệ sĩ đình đám.